Cô hai cái. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Chiều tối hôm nay chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một địa điểm về ẩm thực bánh xèo đặc biệt nha cô chú anh chị và các bạn. Đặc biệt ở chỗ đó là của ba cháu bé mồ côi. Dạ. Dạ. Đây là Hà Anh. Thời gian bán thì từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Địa chỉ của chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, như cô chú anh chị và các bạn, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, ngay chỗ công viên phần mềm Quang Trung. Một cái chúng ta đó là 30k. Ở đâu? Chắc mai thiết kế làm cái 5 chảo nhanh nhanh chị. Dạ, 4 chảo. Làm thịt các bạn mình qua một xíu là mình làm được 4 chảo. Dạ. Dạ. Dướng cái này. Dướng ngay chỗ các bạn. Từ từ. Còn gãy. Xe dắt chạy vô trong nhà luôn em trai. Vô trong nhà luôn. Chạy vô trong. Có còn bạn không? À. Ê, có bàn ra kìa. Có bàn ra. Có bàn ra. Vô trong là có bàn ra đó. Dạ. Thông cảm đừng quay mặt anh em nha, thông cảm không có chuyện nha, nha. Bởi vì anh em đi hái nhiều lúc năm con. À, con gái vậy đây có thể. Đó, bây giờ con gái ra tay nè. Bà nội để bây giờ con gái ra tay nghe của chú anh chị và các bạn. Hà Anh. Cô ơi, 500 mớp cô. 500. Lấy ra 4 cái đi cho anh ơi. Ừ. 4 cái cho bác á. 4 cái cho ông về. Ồ, thơm á. Ừ. Thơm nước tuổi. Con gái lặt rất là chuyên nghiệp. Cho mấy ông này sợ mình quay mấy ông. Nói chung á là mấy đứa không quay mấy anh em đâu, đừng lo.
mấy em cứ quay cho thoải mái. Đó. Đó, ngon quá. Ôi ơi, đã mắc luôn. Ba tôm, thịt 30k. Tôm, thịt, đậu xanh. Đó. Giá. Nói chung là nhìn rất là ngon, hấp dẫn luôn. Hấp dẫn. Ba mươi k. Ba mươi k. Ba mươi k. Học ra. Thấy không, con gái làm chuyên nghiệp. Ồ, quá ngon. Hơi dở, nó bay hơi rồi, cái thơm nước nổi. Hai cái mang về. Rất là bánh xèo rất là rẻ đó cô chú anh chị và các bạn. 30k thì bình dân. Nhìn con gái làm rất là điêu luyện nha cô chú anh chị và các bạn. Tay rất là nhanh, căng thét luôn. Năm cái. Đặc biệt hả con gái? À, đặc biệt là 40k đó, 5 tôm. Sáu cái à, ông lấy 6 cái. 40k, đặc biệt là 40k. 40k, 5 con tôm. Bánh bình thường là 3 con tôm. Bình thường là 30k.
Đó, cái đây là cái bánh đặc biệt của chú anh chị và các bạn. Đây, đó, đây là cái bánh đặc biệt nha. Địa chỉ của chúng ta đó là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán thì là từ 13 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Em mệt không con? Mệt. Vâng, ra từ buổi trưa giờ. Anh đến chưa? Hả? Cái gì? Bánh đặc biệt 50k. Nó là 40k lộn. Sorry, sorry nghe cô chú, 40k. 5 con tôm. 5 con tôm. 5 con tôm 40k. Đúng rồi. 50k nha. Mình đọc từ nãy đọc quýnh quýnh. Đọc sổ mới đó. Bánh mua cho. Tức nghĩa là bánh thường là 30k. Bánh đặc biệt là 40k. 40k. Ừ. Dạ. Anh chị ở gần đây không? Dạ, ở gần đây. Anh chị ở gần đây hả? Dạ. Cũng thường ăn không anh chị? Dạ. Có thường ăn bánh của các cháu không? Dạ, cũng mới ăn đầu tiên anh. Cũng mới ăn đầu tiên à? Trời, cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Dạ. Cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không? Thì ba con không? Ba con làm. Đây, của anh. Thấy không? Thấy không? Đây đây đây. Dạ. Các cô các chú đang ngồi chờ để tới lượt tới để lấy bánh đó. Dạ. Anh dắt xe để lên trên nhà chú kia nè anh. Đó chị. Đó nhà chú.